Rồi, mọi người đừng rời nhóm nhé. Đến đến lúc này thì anh Tuyết lại bảo mọi người đứng lại, đừng ai rời nhóm, bởi vì ai rời nhóm lúc này là mất đi một cơ hội cực kỳ lớn cho chính mình. Đó là cơ hội chúng ta tiết kiệm tiền. Thực ra thì phải cảm ơn Thanh Mai rất là nhiều, bởi vì Thanh Mai là một cô gái mà anh Tuyết đang nghĩ nó là một người đúng đúng theo cái nghĩa là người đứng sau thầm lặng đấy. Một người phụ nữ đẹp mà lại đứng sau thầm lặng thì lại càng kinh khủng hơn. Một người phụ nữ đứng đứng sau mà xấu thầm lặng thì là đấy là chuyện nghiễm nhiên rồi, nhưng một người phụ nữ đẹp mà chấp nhận đứng sau một người khác ấy, thì chúng ta phải tôn vinh. Và cô Mai cũng không kém cô Tuyết đâu, nên cho cô Mai 11 điểm cho cô đi, để bắt đầu chúng ta đến một phần tiết kiệm tiền. Đến phần này mọi người đừng rời, mặc dù là anh Tuyết chào đến lần này là lần thứ 5 rồi nhưng mà thôi, đúng không mọi người? Cái tấm lòng của con người nó hay lắm. Một là yêu hết mình, hai là không yêu, chứ không yêu dở dang, không sống dở dang được, đúng không ạ? Và đặc biệt lúc này thì nó cũng không có cái việc gì đến mức mà chúng ta phải phải giữ thế với nhau là thôi hết giờ rồi, cô xin chào, để tiết sau cô lại làm một tiết nữa, không, bởi vì mọi người vẫn đang ngồi đây, cho nên cô 946 người, vừa nãy là 1.500, vừa nãy cô nhìn thấy có một lúc là 1.400 mấy, và bây giờ xuống lên 945. Như vậy là xin chúc mừng 945 người ngồi lại, và chúng ta sẽ tiết kiệm được 1.000 đô, 1.000 đô khi mà biết cái bí quyết này, được không ạ? À, mọi người ghi đi, mọi người ghi đi là tiết kiệm được 1.000 đô đi, để bắt đầu nè, tiết kiệm hẳn 1.000 đô luôn á. Đây ạ, thứ nhất là anh biết sẽ bắt đầu bằng việc cái video về phương pháp thở chuẩn Nhật. Như các bạn cũng thấy là cái phương pháp thở chuẩn Nhật thì nó là một cái phương pháp mà phải được nghiên cứu cực kỳ nhiều. Các nhà khoa học của NASA phải dành rất nhiều thập kỷ ra để nghiên cứu được một cái phương pháp thở đúng cách theo khoa học, để làm cho cái hơi thở của mình dài, để có thể kéo dài sự sống, và để có thể sống được đến năm 120 tuổi. Bởi vì trong nghiên cứu khoa học thì nếu mà chúng ta kéo dài được hơi thở thì kéo dài được sự sống. Và trên thế giới của chúng ta thì cũng không ngừng khát vọng, bởi vì có những người cũng sống được đến 130 tuổi rồi, đúng không ạ? Có những kỷ lục Guinness ấy, cũng có người là sống được đến tận năm 138 tuổi rồi. Bây giờ ở Nhật là có người sống đến 142 tuổi rồi, đúng không ạ? Thì như vậy chúng ta phải tin rằng cái việc mà có thể sống khỏe đến 120 tuổi là có thật. Còn chúng ta có đạt được điều đó hay không thì phụ thuộc vào hơi thở. Thế và thông qua đây thì anh Tiếp cũng muốn truyền cảm hứng luôn về cái môn thở này. Thì trong môn thở này thì khi mà đại dịch Covid bắt đầu diễn ra là anh Tiếp đã bắt đầu xây dựng cái khóa thở này. Và sau 8 tháng xây dựng xong cái khóa thở. Bởi vì xây dựng này là nó phải xây dựng trên nền tảng là mình phải đối diện được với tất cả mọi người trong xã hội, trong đó là có cả những nhà khoa học, trong đó có cả các y bác sĩ, bộ giáo dục, bộ y tế. Tức là mình phải đối diện với tất cả những ngôn ngữ mà người ta có thể tác động lại, thì mình mới phải mất 8 tháng để xây dựng cái khóa học thở này. Sau khi xây dựng hoàn mỹ rồi thì anh Tuyết muốn tác động đến Bộ Y tế để làm sao Bộ Y tế biết được cái môn thở này là một môn thở vô cùng tuyệt vời, có thể cứu rỗi nhân nhân sinh trong xã hội. Anh Tuyết cũng phải nói thật là nếu như các bệnh nhân Covid mà biết được cái hơi thở thì cứu sống được 50% cái mạng sống của mình. Nếu mà biết về môn này là cứu sống được 50%. Và đúng như dự đoán của anh Tuyết thì một thời gian có hơn 2 tháng thì Bộ Y tế cũng ghi nhận phương pháp thở và đưa vào trong chương trình hướng dẫn các F0, F1 thở tại nhà. Và khi cũng bằng cái năng lực đấy, cách đó 2 năm, 3 năm về trước, anh Tuyết post cái video về thở ấy, post post nhiều lần trên Facebook ấy, được có 500 like, được có 543 like. Mọi người ạ, đấy là cách đấy 3 năm. Và cũng cái hành động đó, anh Tuyết post cách đây 4 tháng gì đó, nói chung là nó khoảng mấy tháng trở lại đây, từ cái đợt mà dịch mạnh á, thì bây giờ các cái video đó nó đã chạm tới gần 1 tỷ người xem. Mọi người có thấy kinh khủng không? Mà anh Tuyết nói rõ trong cái video đó là hướng dẫn các F0, F1 tập thở tại nhà, tạo năng lượng, tạo oxy tươi, sống khỏe đẹp mỗi ngày, sống khỏe đẹp lâu, đúng không ạ? Thực ra nếu mà để nói thẳng ra một câu mà để dễ chạm nhất là thở đúng mỗi ngày đánh bay Covid, nếu mà nói câu đấy thì chạm luôn, đúng không ạ? Thế nhưng mà nói câu đấy nó ảnh hưởng, bởi vì nói câu đấy là bị khẳng định, cho nên mọi người học cái ngôn ngữ phát ngôn mọi người cũng phải biết kéo bớt đi. Năng lực của mình làm được 10 thì mình chỉ nói 8 thôi nhá, năng lực của mình làm được 10 mà mình nói 11 là mình toi đấy,
Tôi luôn á, tôi luôn tự phục bắt đầu ra lò ấy. Nhưng ánh tuyết nói rất rõ ở trong đó, mà đi cùng với nó thì phải ra thêm 30 cái video nữa. Được ạ. 30 cái video nữa để có thể chứng minh được với tất cả mọi đối tượng trong xã hội nó đang bị hết pin. Nói mà máy hết cả pin. Đó, thế thì mình phải làm được điều đó nhé. Các cô giáo sau này đưa dạng thế phải đưa ra luận cứ, đưa ra sự phản biện để làm thế nào mình phải có sự thuyết phục. Chứ nếu mà các cô giáo cứ nói một chiều là đứt phim, tan phim luôn, bây giờ người ta đưa lên mạng cái là hết đời sự nghiệp giáo viên luôn. Đó. Thế thì khi mà anh Tuyết đưa cái video này lên thì rất nhiều các F0 điện tới, có nghĩa là anh Tuyết mấy tháng vừa rồi là ngày nào cũng cứ phải lên lớp đó, mà toàn hướng dẫn các F0, F1 vô cùng hạnh phúc. Có những người anh Tuyết có một năng lực này nữa này, là có người gọi đến anh Tuyết đoán được số cân và số tuổi. Xong người ta ngưỡng mộ quá, người ta bảo là sao cô nói, tôi nói với cô mà cô cũng đoán được số cân của tôi, sao lại cô nói là cô lại biết là tôi nhỏ bé, sao cô lại biết là tôi nhỏ bé, thì tôi phải gọi lại cho cô để cô xem mặt của cô. Thế họ lại phải gọi lại cái Zalo cho anh biết để họ đối đối xem là tại sao mình là người bình thường. Nhưng không phải, cái này nó do nghề nghiệp nó tạo nên mọi người ạ. Mình cảm nhiều quá thì đến lúc mình nhận ra giọng nói, mà cái giọng nói của người này thì thường là cái cân nặng như thế, chứ thực ra mình không có biệt tài gì đâu, không có cái gì ghê gớm đâu, nhưng nó là sự trùng lặp. Nhưng có được cái này là chúng ta phải cảm cảm rất là tốt đấy. Thế thì đấy là một một cái phần trong cái thở. Và mọi người cũng biết rằng nếu ngày bình thường mà 1 tỷ người xem thì là chuyện bình thường, đúng không? Mọi người có công nhận không? Trên bốn nền tảng xã hội nhé, anh Tiếp có kênh YouTube này, kênh TikTok này, kênh Facebook cá nhân này, và một số các hội nhóm nữa, tổng nói lại đến bây giờ, với lại trên cái cộng đồng sống khỏe nữa, thì tổng nó lại đến hôm nay chắc bây giờ nó phải lên tới hơn 1 tỷ người xem rồi. Thế nhưng mà nếu mà hơn 1 tỷ người xem với một cái video chỉ để giải trí thì là bình thường, đúng không mọi người? Không có gì đáng để mà tự hào cả. Nhưng mà video nó ra đúng cái thời điểm mà cộng đồng cần, xã hội cần, và đặc biệt bệnh nhân COVID cần, thì đấy cũng là nên tự hào. Và xin cảm ơn Thanh Mai đã nhắc đến cái này. Và mọi người nếu muốn thì cô Thanh Mai, chị sẽ gửi cho cô Thanh Mai để cô Thanh Mai gửi cho mọi người cái đó, để mọi người cùng luyện tập. Cái này không phải chỉ dành cho COVID mà dành cho tất cả chúng ta, dành cho muôn đời nếu ai muốn sống khỏe. Và chúng ta chỉ cần thực hiện nó thì nó giúp cho chúng ta đẹp từ đầu đến chân, nếu mà chúng ta làm đúng theo cái video đấy. Tuy nhiên thì tất nhiên là để mà chuẩn thì vẫn phải phải được dẫn dắt nhé, được chỉ dẫn nhé, thì mọi người phải nhớ điều đấy. Với hai nữa ấy, có một cái thứ cực kỳ quan trọng trong cái môn mà anh Tuyết hướng dẫn, đó là trước đây thì chúng ta phải phụ thuộc vào mỹ phẩm, phải thực phẩm chức năng để có thể làm đẹp cơ thể. Nhưng đến giai đoạn này rồi thì nó có hai cái trên thế giới nha, nghiên cứu nha, chứ không phải là nói bằng miệng. Có hai cái mà giúp cho tất cả chúng ta đều đẹp, trong đó có cả các bà già trẻ em và cả phụ nữ lẫn phụ nam, đúng không ạ? Cả Adam và cả Venus, cả các nữ hoàng đều có thể sử dụng công thức đó. Đó chính là công thức làm đẹp theo phương pháp y tế tự nhiên của Nhật Bản. Y tế tự nhiên là cái thứ gì tự nhiên nhất thì đưa vào cơ thể, chứ nó không có phải chế biến, nó không có phải làm cái gì, nó quá cầu kỳ cả. Càng cầu kỳ càng mất dưỡng chất, càng cầu kỳ càng biến dưỡng chất, và càng cầu kỳ thì cơ thể lại càng tồi đi đấy. Thế thì đấy là cái phương pháp đơn giản. Một cái phương pháp nữa mà trong làm đẹp mà các cô giáo rất là thích, bởi vì các cô giáo thì đâu có tiền để ngày nào cũng đến spa, đúng không? Công nhận không ạ? Lương lại có 3 triệu 6 thì đi spa để đứt phim, đúng không ạ? Đấy, thì làm đẹp tự thân, tức là cái có những cái phương pháp trong cái bài học, bài giảng của cô, trong cái chương trình của ONA, của ONASA, của Học viện ONASA, thì nó sẽ hướng dẫn là chúng ta muốn đẹp đâu nó sẽ đẹp luôn ở đó, và chúng ta không có phải mất tiền. Nếu như thông qua các khóa học hoặc các môn học, chúng ta không mất tiền, mà chúng ta nếu có mất tiền học chỉ có mất có một lần học thôi, nhưng mà cái kiến thức đấy chúng ta sử dụng cho cả đời sau luôn, hay không mọi người? Đó, thì khi mà chúng ta không tiếp nhiễm những cái thứ gì mà chúng ta không cầm nắm được đó thì chúng ta mới tự tin, đúng không ạ? Anh Tuyết nói với mọi người, nhưng mà tối hôm qua anh Tuyết vừa mới uống cái thuốc gì mà đó mà trong đó nó có một cái chất độc, đúng không ạ? Thì mình vẫn cứ nghi ngờ trong não này này, mình uống cái đấy bạn ấy giới thiệu tốt lắm nhưng mà không biết là mình uống nó như thế nào, biết đâu lại hàng giả. Thế thì đã nhồi vào cơ thể rồi thì nhồi vào thì dễ, nhưng mà nhồi thoát nó ra thì lại khó, được không ạ? Đấy, nhưng cái môn này của chúng ta nó còn tự tin cả vấn đề đó. Và đấy cũng chính là câu kết cho cô Thanh Mai, đó là vì sao mà chị có thể thể hiện được những cái sự tự tin đó. Bởi vì sự tự tin này nó mọc được lên, nó có được là bởi vì có hai thứ, tất nhiên có nhiều thứ khác, nhưng mà anh Tiếp chia sẻ cái này để cho mọi người cùng nắm được. Một thứ là phải nỗ lực, có khả năng học tập suốt đời, không bao giờ chán học. Tất cả những người mà có cái tố chất đấy thì đều làm được những việc lớn, đều làm những, nếu lớn thì không nói nhé, mà đều làm được những việc cực kỳ có giá trị trong xã hội, mà cực kỳ có giá trị là lớn rồi, được không ạ?
Và một cái thứ hai nữa, đó là vừa nãy mà anh Đức có nói là mình phải biết mình là ai ấy, nhưng không phải đâu. Mình phải biết cái thứ gì là tốt nhất cho mình thì mình theo đuổi cái đấy. Nếu đã biết cộng đồng FM của chúng ta là chỗ tốt nhất rồi thì có phải đi theo tầng mây khác nữa không? Mọi người có muốn đi tầng mây khác nữa không? Không, đúng không ạ? Cứ cái tầng mây này mà cưỡi, đúng không ạ? Hay không ạ? Và xin cảm ơn mọi người, và anh Hay rất quá, dừng dừng không chưa có thì anh tin là đừng chưa bao nói giờ anh nhiều biết đến một cộng đồng nào mà 5 lần gọi giờ Zoom mà vẫn chưa giờ Zoom được đúng không? Bây giờ anh có một câu hỏi nè, em nói là muốn đẹp đâu thì sẽ đẹp đẹp đó được đúng không? ạ. Cam kết vâng không? vâng Cam kết nha. thầy ơi, không anh ơi, anh ơi, không phải là cam kết. Vâng ạ, anh ơi, không phải cam kết mà là sự thật. Là bởi vì như thế này ạ, nó còn đi lên trên cái tầng cảnh giới đấy một nấc, đó là cô làm nghề nào, cô dạy môn nào thì hình thái của cô phải đúng với môn đó. Cô dạy vật lý thì hình thái của cô phải đúng là vật lý. Cô dạy về môn đạo đức thì hình thái của cô, học sinh chỉ cần nhìn 3 giây là biết cô này dạy đạo đức, không cần nói, không cần giới thiệu, không cần đứng trước mặt mọi người là xin thưa với mọi người là tôi là làm về ngành giáo dục và tôi làm về ngành giáo dục, không cần. Yes, Họ chỉ hay cần quá. nhìn mình thôi, Thôi họ nhìn mình thôi, họ biết ngay cô này là làm ngành giáo dục. bây giờ câu Và hỏi họ của anh nè. nhìn, vâng ạ, và làm được thầy ạ, làm được cái hình tướng ấy, hình tướng của mình đúng như mình mong muốn. Và bây giờ anh hỏi bây giờ hỏi ngược lại câu hỏi này, nãy em nói là muốn đẹp đâu sẽ đẹp đó đúng không? Vâng, Vậy bây giờ anh muốn đẹp chỗ đó được không? cũng đẹp được nếu anh muốn. Ok, cho nên là hãy vô cộng đồng với em để làm cho cộng đồng này đẹp chỗ đó nha, đẹp ba Dạ chỗ. À, mình thấy có mấy người cười miệng chi cọp. Mình vâng. nói là muốn đẹp chỗ đó được không là phải được đúng không? Đẹp ba chỗ nha, hãy đẹp Vâng. trái tim, đẹp cái Vâng. miệng và đẹp đôi mắt. Bữa nào tập cho mọi người ba Dạ cái đẹp đó nha. dạ vâng, nhất trí ạ. Vâng. Muốn là Ok. được ạ. Vâng ạ, cứ muốn Cảm là ơn sẽ được. câu tiếp rất là nhiều À, và chúng ta chào nhau đi, chúng ta chào nhau bằng hình tim đi nào. chưa Nhau chưa bằng hình chưa chưa được rời đâu con. tim. Em phải rời nhóm chứ không phải em ngồi À, đây nói chuyện đến tối luôn á. à không, có một người nữa cũng muốn chia sẻ nhưng mà trước trước khi như vậy thì thầy muốn thông tin đến cộng đồng một cái thông tin Dạ. là tuần sau, tại vì trong cái năng lực của Tuyết nói thì có một cái năng lực sáng tạo không giới hạn, năng lực sáng tạo và sáng tạo không giới hạn, thì tuần tới mình mang một món quà nữa tặng cho giáo viên của Việt Nam. Bao nhiêu các bạn mong muốn nhận quà, comment số 1. Một cái món quà đặc biệt cho giáo viên Việt Nam. Giáo viên Việt Nam trong cộng đồng của SE nè. Hãy lan tỏa cái giá trị này. Và cái chương trình sẽ dạy về sáng tạo, dạy STEM sáng tạo quốc tế, cấp chứng chỉ quốc tế, được tặng miễn phí cho cộng đồng Việt Nam. Đúng không ạ? À, xin mời oanh gửi thông tin lên để mọi người chia sẻ để cái lớp này được học rất đông. Mỗi tháng mình sẽ mời một cái đội chuyên gia quốc tế dạy về sáng tạo, dạy học sáng tạo STEM cho Việt Nam. Thì trong đây cái khóa học này được đưa trên website của mình á, với giá 0 đồng nha. 0 đồng được tặng cho cộng đồng bởi ba cái chuyên gia giáo dục lớn. Một là của cô Quyên, cũng là cô Quyên là một chuyên gia giáo dục sớm, là một người vô cùng đặc biệt, và ngày xưa mình học cô mình cực kỳ thích, tại vì cô Quyên này là một người dạy về phương pháp dạy học theo dự án và phát triển năng lực và được Microsoft độc quyền và ở quốc tế nữa, cô Quyên. Và cái thứ hai là một chuyên gia đến từ Đài Loan, một chuyên gia dạy về dạy học sáng tạo STEM đến từ Đài Loan. Có hai chuyên gia ở Việt Nam và chuyên gia đến từ Đài Loan sẽ hỗ trợ cho cộng đồng mình cái phương pháp dạy học sáng tạo, tại vì thầy muốn đưa cái quy trình giáo dục khởi nghiệp đến cho học sinh từ cấp 1 trở lên. Và học sinh khởi nghiệp, học sinh và học với cái tư duy sáng tạo khởi nghiệp là phải học về STEM, dạy học theo dự án để các em học về cái mô hình khởi nghiệp giả lập. Đó. Và người lớn thì thầy đã đang làm xong rồi. Đối với người lớn thì quy trình khởi nghiệp là xong rồi. Nhưng mà đối với học sinh là từ sinh viên trở lên là tôi thiết kế xong quy trình khởi nghiệp tinh gọn nhẹ cho từ sinh viên lên tới các doanh nghiệp rồi. Còn đối với học sinh thì phải thông qua học tập trải nghiệm. Cho nên là cái phương pháp này sẽ được tôi kết nối, và mỗi tháng sẽ có chuyên gia của một nước, thì tháng 10 thì sẽ có chuyên gia từ Đài Loan.
tháng 11 sẽ dự kiến là chuyên gia của Mỹ, của trường đại học lớn ở Mỹ sẽ dạy về phương pháp STEM, và những cái học khóa học này sẽ cấp chứng nhận, cấp chứng nhận nhưng mà miễn phí hết cho cộng đồng nhé. Chúc mừng cộng đồng SE, tại vì họ thấy tôi tâm huyết với giáo dục quá, nên là họ nói là chúng em có cái gì thì chúng em sẽ cho thầy cái đó để kết nối chuyên gia quốc tế, để mang những cái tinh thần giáo dục mới, mang những cái phương pháp mới, và đặc biệt là phương pháp giáo dục trải nghiệm và giáo dục sáng tạo. Và mình nói là tôi muốn học sinh Việt Nam, học sinh từ tiểu học đến trung học cơ sở phải học về cái kiến thức khởi nghiệp, quy trình khởi nghiệp và hướng nghiệp, để học tập thông qua con đường trải nghiệm sáng tạo, để phát huy cái năng lực sáng tạo cho sinh viên Việt Nam. Và tương lai mong muốn đất nước của chúng ta sẽ là quốc gia khởi nghiệp như là Israel, như là những nước mà đã phát triển rất lớn trên thế giới. Đó là cái tâm nguyện của thầy Thái cho giáo dục Việt Nam. Mong anh chị em mình đồng hành và chia sẻ thật nhiều, gửi cho, kéo lên cho thầy cái hình của chuyên gia đó anh ơi. Đó, hình của chuyên gia thì các bạn sẽ search ba cái chuyên gia lớn này, đúng không? Cô Diễm Quyên, Tô Thị Diễm Quyên là một chuyên gia lớn, và từ ngày xưa, từ ngày mà thầy Thái còn đi là giảng viên đang luyện thi đại học, đã được học cô về cái phương pháp dạy học theo dự án rồi. Tức là cô là một người có bề dày về cái phương pháp dạy học sáng tạo hàng đầu á, rất là tuyệt vời. Và cô cũng là người đầu tiên, là người Việt Nam duy nhất được chấm những cái cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo và sáng tạo của học đường của Mỹ, tại Mỹ. Cô là người tuyệt vời. Thì anh chị em mình chia sẻ cái lớp học này miễn phí nha, miễn phí trên nền tảng của SE. Cảm ơn oanh rất nhiều. Và con thấy có một cánh tay giơ lên từ lúc nãy giờ. Và con nghĩ là sơ sẽ cho tất cả các 14 trường học của sơ, tất cả giáo viên sẽ học cái chương trình STEM đó cho mầm non. Con xin mời sơ ạ. Anh xin kính chào thầy Thái, kính chào cô Khuất Anh Tuyết cũng như là chào tất cả quý thầy cô đang hiện diện trong cái phòng Zoom hôm nay. Con rất là vui, rất là hạnh phúc, và điều đầu tiên là cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cô Ngọc Tú đã giới thiệu để đến. Thực sự là không không hề nghĩ rằng là giữa buổi sáng lúc các sư đang cầu nguyện thì có một cộng đồng cũng đang chia sẻ đề tài, chia sẻ tâm huyết với nhau về những điều trong giáo dục. Và cái điều hôm nay sơ rất là hạnh phúc được gặp cô Khuất Ánh Tuyết, một người mà sơ cảm thấy là hãnh diện và tự hào cho tất cả những người nữ Việt Nam, là thấy được cô là một người tuyệt vời, có một nguồn năng lực của tình yêu để truyền tải, truyền lửa, như cô Thanh Mai nói là truyền lửa cho các thế hệ thầy cô giáo, những người nhà làm giáo dục. Các sơ thì cũng là những người làm giáo dục, và các sơ hôm nay được hiểu và được biết thêm những cái giá trị mà 12 cái điều mà cô Khuất Anh Tuyết chia sẻ, cũng như là tâm tình, cái thao thức, cái ước mong, cái kỳ vọng của thầy Thái muốn truyền cho cái nền giáo dục của Việt Nam, muốn cho các trẻ em Việt Nam được hưởng một nền giáo dục tốt nhất, một nền giáo dục của tình thương. Cái nền giáo dục đó là cái nền giáo dục mà các sơ rất là mong ước trong cuộc sống của mình truyền tải đến mọi người cái nền văn hóa tình thương, nền văn hóa của sự sống. Đó là điều mà các sơ trong cuộc sống rất là mong muốn và luôn luôn sống về cái điều đó. Mình sống cho tình yêu Thiên Chúa và sống cho tình yêu của mọi người, và tình yêu Thiên Chúa thì được thể hiện qua cái sự phục vụ mọi người và muốn cho mọi người có được một cuộc sống hạnh phúc. Và các sư cũng nghĩ rằng là tu phải là cõi phúc, và khi mình hạnh phúc thì mình cũng sẽ đưa cái hạnh phúc đó đến cho mọi người. Và hễ ở đâu các sư đưa đến một cái điều đó là hễ ở đâu có các sư thì các sư cũng muốn ở đó có niềm vui, có hạnh phúc, có bình an. Ở đây trong cái giáo dục, khi mà cô nói cái phong thái, cái tâm của giáo dục, thì các sư cũng cảm được là một cái kinh nghiệm hôm nay cô nói như là một cái hệ thống lại để cho thấy rằng là các cái điều kiện, các cái hệ quả phải có cho cái việc giáo dục, là các sư đã sống và đã thực hiện
đặc biệt là các sư để ý và cái sứ mệnh của các sư ở trên Tây Nguyên, các sư ở Đắk Lắk, ở trên Tây Nguyên, đó là phụ cho các em học sinh mà anh em đồng bào ở trong các buôn làng xa, những em nghèo, những học sinh không có sách vở đến trường, cũng có được điều kiện đến trường. Và thực sự ra là cũng có nhiều vùng không có trường, nó phải đi bộ 6-7 cây số. Thì đó là những cái điều mà các sơ rất là trăn trở. Và các sơ chỉ biết là làm được cái gì nhỏ nhặt nhất là trong cái tình yêu của mình dành cho các em, là làm hết cái khả năng đến được ở đâu thì giúp cho các em xóa mù, rồi giúp cho các em được, để các em được nghĩ rằng là các em nếu được hưởng cùng một nền giáo dục tốt thì các em cũng sẽ là trở nên những người tốt và những người và những nhân tài cho xã hội, cho thế giới. Và các sư cũng có những cái thao thức như là thầy Thái vẫn thao thức, và có những thao thức như là cô Khuất Anh Tuyết vẫn thao thức. Và các sư cảm thấy mình nhiều lúc cảm thấy mình bất lực, bất lực vì thấy cái nhu cầu nó quá lớn. Rồi các sư cũng đã mở ra nhiều cái nội trú cho các em buôn làng không có trường học, hoặc là những em không có điều kiện để ra phố để học. Nhưng mà thực sự ra là cái điều mà các sư đưa ra trong ngoài thành phố, hay đưa ra những cái giáo xứ để các em được hội nhập, nhưng mà các sư vẫn có những cái thao thức để các em vẫn giữ được cái văn hóa của mình, vẫn giữ được cái ngôn ngữ, cái tiếng nói của mình, nhưng mà hòa nhập được với xã hội, hòa nhập được, và cái mơ ước nữa là cũng hòa nhập được với thế giới. Đó là một cái điều mà các sư rất là thao thức, một cái thao thức mà các sư cứ làm trong những cái buôn làng xa. Các sư cứ mở ra những cái nhóm để thấy những điều kiện đó để đưa về phố, nhưng khi đưa về phố thì các sư lại cảm thấy là nó nhiều quá, mình cũng không thể đáp ứng được. Cho nên là hiện tại như ở Tây Nguyên, các sư có cái 6-7 cái nội trú như vậy mà để đưa cho các em ra, và các sư cũng cảm thấy các em sống và tự tin và phát triển được, và thấy là các em có nhiều năng lực và rất là hay, cái tâm tình, cái cuộc sống, cái giá trị đời sống của các em rất là tốt, rất là phải nói là những người tuyệt vời, nhưng mà mình không có điều kiện để khơi dậy. Thì đó cũng là những cái thao thức mà hôm nay được ở trong cái cộng đồng FE, thì các sư cũng muốn chia sẻ cái thao thức đó, và cũng muốn được mọi người cùng chung tay với các sư để mà làm cho những cái thao thức mà của thầy Thái cũng như là của cô Quất Anh Tuyết, là muốn cho được những trẻ em của Việt Nam, những người con em của mình được hưởng được cái nền giáo dục tình thương đó, và được chăm sóc bằng cái tình thương, và được nói như cô Khuất Anh Tuyết là khơi lên những ngọn nến, khơi lên những cái đuốc để cho các em được phát triển, chứ đừng cứ từng ngày các em lại càng lầm lũi và lại càng bước sâu hơn trong đường xa. Thì đó là cái điều mà các sư rất là thao thức. Các sư có rất là nhiều điều mà chắc thầy Thái cũng đã nhìn thấy một phần nào những công việc của các sư ở Tây Nguyên, và thầy Thái cũng đã có những cái ước mong nhiều lắm để muốn giúp. Và hôm nay cô Ngọc Tú thì sư cũng mạo muội hôm nay để đi lễ vào giờ khác, cầu nguyện vào giờ khác, để cùng với cái cộng đồng SE để mà tham gia vào trong cái cuộc nói chuyện hôm nay. Rất là cảm ơn thầy Thái, cảm ơn cô Bất Anh Tuyết rất là nhiều. Một người là nữ mà các sư đáng tự hào về cho những người nữ. Và các sư cũng cảm thấy là rất mong muốn được một cái dịp nào đó cô có thể ghé lên Tây Nguyên chia sẻ, truyền lửa lại cho các sư. Các sư có cái tấm lòng mà đôi khi cái kiến thức của các sư vẫn còn rất là hạn hẹp. Và cái kiến thức mình còn hạn hẹp thì mình sẽ làm cho cái cuộc sống nó cũng không được tốt đẹp hơn nhiều. Và cái cô khách Khuất Anh Tuyết nói là sư thấy rất là hay, đó là mình cứ phải học và học suốt đời. Sư rất là tâm đắc cái điều đó, và các sư thì cũng là những người và phải cứ học suốt đời, và học được nơi thầy Thái, học được cô Khuất Anh Tuyết, và đặc biệt là cái cô Ngọc Tú, thì như là cô Thanh Mai,
cô Hải vừa nãy đó là cho các sư thấy mình cũng còn rất là thấp và cần phải học hỏi từ gì của cô Khất Ánh Tuyết cũng như là cái tâm tình, cái ước mong, cái vô vị lợi của thầy Thái. Xin cảm ơn thầy Thái. Khất Ánh Tuyết có nói nhiều, chia sẻ những cái kinh nghiệm cụ thể trong cuộc sống, nhưng mà chừng đó thì là hơi kéo dài thời gian của cộng đồng Dung. Chứ không sao ạ. Vâng. Cái kinh nghiệm mà các sơ, cái hiểu biết về khoa học, về cái kỹ thuật không nhiều, nhưng mà cái kinh nghiệm mà giáo dục bằng tình thương thì các sơ thấy rằng là các sơ thành công trong những cái điều đó. Khi sống với em dân tộc ở trong rừng ra, nó rất là lạc lõng, rất là nhút nhát, rất là sợ hãi và rất là mặc cảm, tự ti, thì các sơ đã sống và sống hết mình, sống cũng làm, cũng quốc đất, cũng chia sẻ cuộc sống. Và nữa sơ thấy rằng là cái kinh nghiệm là mình được bằng tình yêu, đó là một cái điều mà rất là vâng. Là hợp với anh Tiết vậy. Vâng ạ. Con cũng biết là sơ đang rất là nhiều cảm xúc, và thực sự là sơ đang chạm đúng vào một cái điểm cảm xúc mà nó gây ra con cái sự xúc động ấy. Từ sáng đến giờ thì cố gắng là không có xúc động với ai cả, nhưng giờ xúc động với sơ. Với sơ là bởi vì sơ Nguyễn Thị Phượng của chúng ta đã nói một cái điểm mà nó trùng với ảnh tiết cách đây 24 năm về trước. Các bạn cũng biết là trong cái thời kỳ đầu cách đây 24 năm thì ảnh tiết không phải là người ngày hôm nay, cũng không có sự tự tin như thế này, chỉ là một cô gái lấy chồng sớm, xong đó thì ở cái vùng nông thôn và nghèo khổ, và cũng nói chung là tất cả những cái việc mà nông thôn thì anh biết làm qua hết, cấy cày ruộng vườn, rồi tất cả những cái thứ gì mà thuộc về gọi là những cái vinh hạnh nhất trong cái ngành nông thì anh Tuyết cũng là người, cũng được xếp vào là người giỏi giỏi làm nông ấy. Vâng. Thế nhưng mà con của anh Tuyết thì anh Tuyết lại chọn một cái môi trường giáo dục, đó là anh Tuyết gửi vào các nhà sơ, tức là gửi lên nhà sơ. Có nghĩa là con đầu của anh Tuyết ấy, là anh Tuyết gửi cho các sơ chăm sóc. Và để mà đến được với các sơ chăm sóc thì phải đi từ cái làng này sang làng khác ấy, thì mới đến được cái chỗ nhà sơ ấy ạ. Thế nhưng mà cứ gửi cho sơ xong cái thì về là anh Tuyết đi làm việc rất là thoải mái. Có nghĩa rằng là ngay từ cách đây 24 năm về trước, anh Tuyết đã thấy rằng các sơ chính là một nhà giáo thực thụ. Nhưng mà họ không biểu đạt ra bên ngoài, mà họ lại che lại bằng những tấm áo và những cái khăn trùm. Có nghĩa là cái cảm nhận này là 24 năm về trước ạ, không phải bây giờ đâu. Có nghĩa là anh Tuyết thấy được rằng là các sơ mới chính là những nhà giáo dục thực thụ. Các sơ là những nhà giáo dục thực sự, nhưng mà họ lại ẩn trong cái áo khoác ngoài rộng và cái mũ đội trên đầu. Có nghĩa là phải những cái người rất tinh tế, rất đời nhé, chứ không phải rất khôn, rất đời mới có thể nhận ra điều đó. Đấy là với cái sự đồng cảm với sơ. Và nhờ sơ nói vậy mà con lại hình dung lại 24 năm về trước con khổ như thế nào. Con phải đạp xe để con gửi lên nhà sơ, sau đó con yên tâm con đạp xe về để con làm việc đó. Nhưng còn một cái thứ này nó lại còn quan trọng, nên là con lại chưa rời được cái nhóm này đâu. Cái này cực kỳ quan trọng, mà con nghĩ rằng chắc là cái sứ mệnh nó đến rồi, nên là con cũng không dừng nữa. Thứ nhất ạ, đó là cái lĩnh vực mà giáo dục như chúng ta sáng nay nói ạ, mọi người đừng nghĩ đơn giản là chỉ là mấy anh nhà giáo vào đây nghe. Không, chúng ta đang ảnh hưởng cả một nền giáo dục, và cái sự ảnh hưởng này nó có liên quan đến toàn dân, mọi gia đình. Và chúng ta làm đúng ạ thì chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ, theo dõi của rất là nhiều người trong xã hội, nhiều tầng lớp trong xã hội, bởi vì ai cũng quan tâm đến giáo dục. Giáo dục là thứ họ quan tâm nhất, đúng không ạ? Và cái buổi sáng hôm nay, mặc dù là khi anh Tuyết nói rằng là chia sẻ cho sơ cấp, trung cấp hay là tiểu học hay là trung học, nhưng thực sự ở nước ngoài thì cái này nó đã qua bậc đại học rồi mọi người ạ. Thế thì chúng ta đang sáng nay buổi học của chúng ta hôm nay để mà kết thúc đúng ý, thì nó gọi là đại học số nhá, cả nhà nhá. Sáng nay chúng ta đang được học một lớp đại học số. Không phải bình thường đâu, đừng tưởng buổi họp chia sẻ Zoom không phải nói chuyện phiếm. Chúng ta đang ảnh hưởng đến cả chính trị, chúng ta ảnh hưởng đến cả nền giáo dục. Chứ chúng ta không phải là những người bình thường đâu. Nếu cho là mình người bình thường ấy, thì mình sẽ chỉ làm được những việc bình thường thôi. Nhưng cho mình là một người làm việc tốt cho xã hội,
phụng sự xã hội đúng không thầy Thái? Phụng sự gì? Phụng sự xã hội đúng không thầy? Xã hội đúng rồi. Phụng sự xã hội. Mà đây anh Tuyết cũng lại nói luôn với tất cả mọi người cái câu này cực kỳ hay. Nếu ai rời nhóm vừa nãy lại ký luôn là có một cái kiến thức cực kỳ hay. Đó là anh Tuyết là ở trong ban cố vấn của tổ chức đa quốc gia. Cũng xin thưa thật với mọi người là anh Tuyết rất kém về tiếng Anh, thậm chí là rất tồi luôn á. Kiến thức ba kiếp trước vẫn nhớ, kiến thức kiếp sau đến đâu có thể vẫn nhớ, nhưng mà kiến thức về tiếng Anh không nhập được. Nhưng mà anh Tiết lại tham gia vào tổ chức đa quốc gia để làm cố vấn cho tổ chức đa quốc gia. Thì trong đó có một cái doanh nhân ở Việt Nam có 100 năm lịch sử về cái gia truyền, cái nghề đó rồi. Nhưng khi mà anh Tiết xây dựng con đường cho họ ấy, thì anh Tiết đưa ra một câu này, họ không đồng ý mà anh Tiết cũng bỏ luôn. Anh Tiết đưa ra là bây giờ xây dựng đến cái phần dịch vụ ấy, xây dựng đến phần dịch vụ thì anh Tiết nói rằng là phải đưa câu là phục vụ, à phụng sự. Có nghĩa là ở Nhật Bản ấy, phục vụ là một level khác nhá. Cả nhà có nghe rõ không? Ở Nhật Bản, phục vụ là một level khác, còn phụng sự là một level khác. Thì nếu như mà mình chỉ phục vụ cho một đối tượng nhỏ, không có tầm nhìn lớn ấy, thì gọi là phục vụ. Nhưng mà anh ấy lại muốn là trở thành một người mà có thể ảnh hưởng cái lĩnh vực đó đến toàn xã hội, tức là xã hội hóa. Thì anh Tuyết xây dựng cho họ cái thương hiệu, nhân hiệu đấy, để cái hướng đi ấy, thì phải gọi là đội ngũ của chúng ta gọi là phụng sự. Thì anh ấy bảo là phụng sự là hạ thấp mình. Và nếu mà một cái thương hiệu có hàng trăm năm lịch sử mà hạ thấp mình đến mức phụng sự thì anh ấy không làm. Mà anh phải bảo là phải là phục vụ. Thế thì anh Tuyết bảo vệ ý kiến của mình bằng cách là lúc nào mà thầy cũng như là anh Thái, thầy hoặc anh mà nhận ra được là chữ phụng sự thì lúc đấy gọi em à. Và đúng là thời điểm này là họ gọi bởi vì họ bảo là thầy suy nghĩ, anh suy nghĩ, thầy đúng như thế. Thầy đúng là bây giờ phải dùng từ chữ đấy mà nó không phải hạ thấp. Nhật Bản họ phụng sự, được phụng sự người khác là một sứ mệnh, được phụng sự người khác là một niềm hạnh phúc bất tận. Được phục vụ một người hạnh phúc một, nhưng mà được phục vụ triệu người thì triệu hạnh phúc. Đó. Thì đấy là cái thứ hai mà con muốn đối ý với Sơ về cái vấn đề đó là những thứ chúng ta đang làm cả xã hội. Cái tốt nó lan truyền cũng nhanh lắm, cái xấu cũng nhanh, cái xấu thì nhanh hơn, nhưng cái tốt nó có sự lưu truyền lâu hơn. Cái kia nó ảo nhanh thì nó lại đi qua nhanh, nhưng cái này của chúng ta nó lưu truyền. Anh Tức hy vọng rằng là có rất nhiều người hôm nay sau hôm nay về sẽ chia sẻ cái link này. Chúng ta hãy chia sẻ đi, bởi vì chúng ta đang làm sứ mệnh lớn hơn những gì chúng ta bàn, không làm nhỏ nữa. Và một cái ý nữa mà muốn nói với Sơ, ở Sơ đang nói mình là ở trên Thái Nguyên nhỉ hay gì nhỉ? Tây Nguyên. Dạ vâng, tại vì con hơi nhầm lẫn một chút. Tây Nguyên, anh Tuyết hứa rằng một ngày nào đó anh Tuyết sẽ cùng với đội phụng sự của chúng ta trong SE. Đúng ạ, những người nào có năng lượng tích cực nhất đi cùng anh Tuyết lên đó. Trước khi đi lên, anh Tuyết sẽ làm cho mọi người có hình thái, đúng là hình thái của cái nghề, chứ không phải là ở trong một kiểu, ở ngoài một kiểu. Sau đó chúng ta mang cái đẹp đó lên. Chúng ta chỉ cần đứng trước các Sơ 6 giây thôi là các sơ biết thừa rồi, không cần nói. Được không ạ? Đấy là cái việc là con hứa một ngày nào đó con sẽ lên. Bởi vì 63 tỉnh thành con đi rất nhiều, nhưng toàn đi làm từ thiện và lại đi làm tặng sách, nhưng chưa có cơ hội đi lên với các Sơ. Chưa được đi lên với các Sơ ạ. Đi lên nhiều việc khác thì có, nhưng mà đi lên cái việc đó là chưa có. Và Tây Nguyên cũng là một vùng mà con cực kỳ yêu thích, bởi vì nó là một cái vùng mà thiên nhiên trù phú. Đó, là cái đấy là nó chạm vào con. Thứ tiếp theo nữa, mọi người cũng phải lắng nghe. Cái này chúng ta cũng nên truyền thông. Chúng ta có quyền truyền thông, mặc dù đây là nghị định của chính phủ, nhưng mà chúng ta nếu có năng lực, chúng ta hãy truyền thông đi. Anh Tiết bắt đầu nhé. Ngày 6 tháng 5, đúng không ạ? Năm vừa qua đi. Đúng không ạ? Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có nhấn mạnh yêu cầu học thuật, thi thuật, nhân tài thật. Đúng không ạ? Và có rất là nhiều cái khó khăn của ngành cần được khắc phục. Đúng không ạ? Nhưng mà trong đó có 1/8 cái nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn hóa đội ngũ giáo viên này, đội ngũ chuyên gia này, đầu ngành. Đúng không ạ?
hoặc là chuẩn hóa giữa các giáo viên với người đầu ngành, phải nói rõ nhé, không có lại hiểu lầm. Tức là người đầu ngành là họ giỏi nhất rồi, thì họ sẽ mang cái giỏi nhất đó họ chuẩn hóa cho cái người cấp dưới của mình, được không ạ? Chúng ta hôm nay chuẩn hóa rồi thì hãy mang cái lan tỏa điều này đến cộng đồng giáo viên của chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ không đẹp được trong, không phải là con công đứng trước đàn gà được đâu. Cái nền giáo dục này là công là phải công tất mà gà là gà tất. Không có chuyện con công đứng giữa đàn gà, bởi vì mình không đẹp, mình đẹp mà người khác xấu mình cũng xấu theo, đúng không ạ? Mà mình đẹp, người khác đẹp là tất cả nó đẹp, bởi vì nó là một rừng hoa. Trong rừng hoa chỉ cần một bông hoa thối, một bông hoa héo thôi thì nó làm cho cả vườn hoa bị nhiễm mùi, thậm chí là còn chưa kể là nhìn vào nó không có đẹp, đúng không ạ? Đấy, thế thì những cái bông hoa đó phải được ngắt ra khỏi cái vườn hoa, cất bỏ đi hoặc là không dùng nữa. Còn những bông hoa kia chúng ta tưới tắm vào để làm cho nó tốt lên, để nó lại ra hoa nảy quả lên, đúng không ạ? Thế thì đó là một cái điều cực kỳ quan trọng mà các chính phủ, cơ quan ban ngành cũng đã lên và các cấp lãnh đạo của chúng ta cũng nói rất rõ ràng là nâng cao chất lượng giáo dục. Xin hỏi cả cộng đồng của chúng ta, chúng ta có đang nâng cao chất lượng giáo dục không ạ? Đó, chả cần nghe luật định gì hết, chả cần nghe phim ảnh gì hết, cũng đi nâng cao giáo dục. Đang nâng cao giáo dục, hôm nay 1.400 người nâng cao giáo dục. Thử hỏi 1.400 người này ai cũng có một phần trong đó giống cô Tuyết, một phần năng lực, tôi không cần 12 nhé, một cái năng lực nào đó, năng lực chủ động hoặc năng lực sáng tạo hoặc năng lực gì đó lan truyền đến, thì cứ một trên cái cộng đồng Facebook của chúng ta, một người là có 5.000 người bạn đó. Thôi thì chỉ cần 5 người bạn vào xem thôi, không cần 5.000 người. Anh Tuyết có Facebook nhưng mà ít tương tác lắm, chả có mấy người vào comment, tại vì bạn thì toàn ở trong nhóm mất rồi. Cho nên là chỉ có ai mà không biết thì vào Facebook, còn toàn đa số bạn thân ở trong nhóm hết rồi. Nên là có cái gì tương tác trong nhóm, nên là ở cái trang bình luận ngoài không có mấy đâu. Nhưng mà bên trong thì ngập tràn yêu thương, 300 nhóm mọi người ạ. Anh Tuyết có 300 nhóm. Có 300 nhóm. Thế thì có nghĩa, nhưng mà ở ngoài không ai bình luận, bởi vì chả ai muốn ra ngoài bình luận cả, bình luận ở trong được tương tác trực tiếp, được không ạ? Thế thì bây giờ vấn đề của chúng ta là như thế nào? Vấn đề của Sơ mong muốn là như thế nào? Chúng ta làm được. Có một cái cuộc họp trong, Ánh Tuyết cũng đã từng được vào trong gọi là văn phòng chính phủ, gọi là trung tâm của hội nghị đấy, hội nghị của chính phủ ấy. Ánh Tuyết được phát biểu trước Đại tướng Đỗ Bá Tị, và Ánh Tuyết cũng nêu những cái đau đớn cho cái ngành giáo dục và được mọi người ghi nhận, và sau đó cái ngành dược liệu ấy nó được thay đổi. Mặc dù là người ta không hứa, họ không có hứa gì hết. Lúc mà mình phát biểu xong gần như chỉ muốn khóc luôn rồi. Thế nhưng chẳng thấy ai hứa. Nhưng một thời gian sau thấy ở trong quy định có. Như vậy là các sếp, các lãnh đạo của chúng ta nghe bằng giác quan, nghe bằng cảm nhận, nghe bằng cái sự tài tình của họ. Chúng ta là những bậc ở dưới, chúng ta không nhận được cái điều đấy. Thì cứ bảo là có khi mình nói họ không nghe. Nhưng thực ra cái gì đúng là sẽ nghe. Và một người nói không nghe, bởi vì một người nói thì chưa đủ tin. Nhưng hàng ngàn người nói, hàng triệu người nói thì tự nhiên phải tin, đúng không ạ? Mà lại nói đúng nữa thì lại càng tin sâu luôn. Thế thì như vậy là ở Tây Nguyên hay ở đâu đó cũng sẽ được phổ cập tất cả những cái này. Thế còn chúng ta thì cũng chỉ là những người gì? Những người soi sáng, những người cầm cái đèn pin hoặc tay vịn thôi, để làm cho nó nhanh hơn lên. Và trong một cái nghị định nào đó anh tiếp được nghe ấy, là nhà nước của chúng ta cũng khuyến khích là anh hãy vượt rào đi, anh giỏi anh cứ vượt rào đi, chúng tôi sẽ đi theo. Chỉ sợ nhất là làm ăn phạm pháp thôi. Còn nếu nó là ý đúng rồi thì như cộng đồng của chúng ta là đang đi trước thời đại đấy. Anh Tuyết là đang nghĩ là cộng đồng SE của chúng ta đang đi trước thời đại, mặc dù nó chẳng có gì mới, toàn cái cũ nhèm ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta tái sinh lại làm cho nó mới lên. Đó, chứ chúng ta cũng chẳng có cái gì cao siêu cả. Đơn giản là chúng ta thấy nó đúng và chúng ta làm. Thế thì một thời gian nữa rõ ràng là cái của chúng ta nó là thành mẫu thử nghiệm rồi, đúng không ạ? Thế thì nhà nước chỉ việc cầm vào ứng dụng và Tây Nguyên lại nở hoa. Lúc đấy các em nhỏ ở vùng nông thôn không có đồng nào vẫn nhận được các giá trị như ở Hà Nội. Và con xin thưa thật với thơ là các em đấy mới là các em hạnh phúc, các em vùng cao mới là các em hạnh phúc. Một cái quần thôi, một cái áo rách thôi họ cũng cảm nhận được giá trị. Nhưng có thể ở nông thôn chúng em, các con gia đình của chúng em đây sống trên bể ngọc, bể vàng, nhưng mà họ cũng không nhận ra giá trị. Mà đa số những cái người mà gọi là trở thành xuất chúng ấy, thì đều là sinh ra từ đèn nghèo khổ. Chứ có những người là sinh ra từ ngọc ngà, gấm vóc, nhưng ít lắm những người đó trở thành những nhân tài vĩ nhân. Đa số trở thành nhân tài vĩ nhân là đa số là những người
xuất phát điểm rất là thấp. Cho nên là con hy vọng rằng là biết đâu cái hôm nay nó lại được ảnh hưởng đến đâu đấy, và ngày mai chúng ta Tây Nguyên lại cầm một cái văn bản là được tài trợ bao nhiêu tỷ xây dựng cái này cái khác. Thế còn lại cái việc giáo dục nếu mà thiếu đâu thì cộng đồng SE và con đảm nhận rằng là con cũng có cái kiến thức của 100 năm lịch sử được đúc kết thành tinh hoa ngắn gọn nhất. Lúc đấy con sẽ cùng cộng đồng SE thì sẽ lên Tây Nguyên, đúng không ạ? Và chúng ta nhận được rất nhiều giá trị, bởi vì một người thì không làm nên lịch sử đâu. Ba cây trụm lại mới nên hòn núi cao. Thế cho nên là việc của chúng ta thì chúng ta cứ tập trung làm việc của chúng ta đi. Việc của nhà nước sẽ làm, bởi vì nhà nước đang làm rồi. Chẳng qua chúng ta không biết thôi, đúng không ạ? Và việc của các sơ là hãy làm đúng những cái gì mình đang có. Tình yêu thương đầy đủ, mọi thứ. Thì lúc đấy con nghĩ rằng chính nhà sơ lại là các người hình mẫu cho ngành giáo dục, đúng không ạ? Đấy, thì đấy là những cái thứ mà con nói. Tuy nhiên thì con cũng phải kết lại một thứ ạ. Hôm nay nói hay đến mấy, mọi người nghe tâm đắc đến mấy, nhưng chúng ta không hành động, vứt, không ra kết quả, không ra mục tiêu. Và cuối cùng thì gì? Cái khoảng cách giáo dục giữa Việt Nam và quốc gia khác bây giờ cách nhau rất là xa. Chúng ta phải nhìn vào sự thật để chúng ta đừng có cố gắng ru mình ngủ. Là khoảng cách giáo dục giữa Việt Nam và thế giới đang rất là xa, nhưng có thể sẽ rất gần, bởi vì bây giờ nó có công nghệ hóa rồi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần thay đổi chuyển hóa thì có nghĩa là đất nước chúng ta cũng sẽ phổ cập luôn cái gọi là cái nền giáo dục của thế giới. Và chắc chắn rằng mọi sự sẽ thay đổi đến năm 2022, bởi vì chúng ta đang cố gắng chống dịch chứ không phải cố gắng để đẩy mục tiêu về giáo dục. Bởi vì lúc này an toàn tính mạng con người là quan trọng nhất, và khi dịch bệnh nó ổn đi rồi thì cái năng lực đó Việt Nam đã tốt lắm rồi, thì cái năng lực còn lại của giáo dục là chuyện rất nhỏ thôi ạ. Bởi vì năng lực chống Covid mới là năng lực lớn mà mọi người phải tập trung. Và kết thúc cái buổi chia sẻ thì con gọi sơ là sơ xưng con, nhưng mà xin cảm ơn tất cả cộng đồng của chúng ta đã lắng nghe. Và giờ này thì đúng là mọi người đã rất mệt mỏi khi mà nghe nhiều quá rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lại buổi sau, và chắc chắn cô Tuyết sẽ phải rời nhóm trước nhá, tại vì không một cuộc họp nào mà cô Tuyết rời nhóm được sau đâu, bởi vì nếu còn ngồi là đến tận tối luôn đấy. Xin cảm ơn. Vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn anh Tuyết rất là nhiều. Và SE không phải là cầm đèn từ chiếc ô tô đâu, mà làm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục đấy. Tại vì mình đang làm mọi thứ là theo những cái sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục, của Chính phủ đang quan tâm xây dựng ngôi trường hạnh phúc, xây dựng lớp học hạnh phúc và phát triển phẩm chất năng lực. Cho nên thì em mình tập trung mình làm nhé. Mỗi người dân hãy yêu giáo dục, để giáo dục bằng tình yêu, để xây dựng những ngôi trường hạnh phúc, đó là con đường mà chúng ta phải đi thôi. Và Bộ Giáo dục và cả Chính phủ đang quan tâm rất nhiều, và mình tin là trong thời gian sắp tới thì giáo dục Việt Nam sẽ chuyển biến rất là mạnh mẽ với sự quyết tâm quyết liệt của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, cùng với bác Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng. Thì bộ ba này đang tập trung rất là nhiều cho giáo dục, nên là mình tin là giáo dục Việt Nam sắp tới sẽ phát triển rất là mạnh mẽ. Chúc mừng tất cả chị em, và hoàn toàn mình có một cái niềm tin tươi sáng cho giáo dục của Việt Nam và sánh vai cùng với các cường quốc năm châu. Và chúc cả nhà của chúng ta có một ngày chủ nhật tuyệt vời. Và bây giờ thì phải qua bên cái lớp đào tạo lãnh đạo nữa rồi. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều ạ. Xin chào, con cảm ơn sơ nhá. Con xin chào, cảm ơn thầy. Cảm ơn mọi người. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education? Hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn like, cũng như chia sẻ video này đến với mọi người.